thân mến, gia đình là nơi ta nghĩ đến và trở về khi gặp chuyện buồn hay thất bại trong cuộc sống. Nhưng điều đó lại không đúng với nữ chính trong câu chuyện ngày hôm nay. Cô có số phận thật đáng thương vì may mắn sống sót ở một tai nạn mà chị gái cô là người qua đời. Cô bị chính những người thân thiết ruồng rẫy, đến cả người chồng đầu ấp tay gối những tưởng sẽ là phao cứu sinh của cô nhưng cũng phản bội cô. Và rồi những biến cố vẫn không dừng lại với cô khi nhận từ giấy kết quả mắc bệnh ung thư. Cuộc đời cô sẽ ra sao? Liệu có sự may mắn nào đến với cô để sửa ấm trái tim nguội lạnh của cô hay không? Mời các bạn cùng lắng nghe tập một chuyện được phát sóng trên kênh MC Ly Cha Chuyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên like, comment, share, ấn vào hình chất chuông để tiếp tục đồng hành cùng Ly Cha trong các tập truyện mới được phát sóng trên kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi xảy ra vụ sạt lở, chị gái và tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tôi được cứu sống, còn chị gái thì chết ở độ tuổi đẹp nhất từ đó chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi dịch tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam anh ta nói thất bại trong cuộc sống nhưng điều đó lại không đúng với nữ chính trong câu chuyện ngày hôm nay cô có số phận thật đáng thương vì may mắn sống sót ở một tai nạn mà chị gái cô là người qua đời cô bị chỉnh những người thân thiết ruồng rẫy, đến cả người chồng đầu ấp tay gối những tưởng sẽ là phao cứu sinh của cô nhưng cũng phản bội cô và rồi những biến cố vẫn không dừng lại với cô khi nhận tờ giấy kết quả mắc bệnh ung thư cuộc đời cô sẽ ra sao liệu có sự may mắn nào đến với cô để sửa ấm trái tim nguội lạnh của cô hay không mời các bạn cùng lắng nghe tập một chuyện được phát sóng trên kênh MC Ly Tra chuyện ngôn tình các bạn đừng quên like, comment, share, ấn vào hình chiếc chuông để tiếp tục đồng hành cùng Ly Cha trong các tập truyện mới được phát sóng trên kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng. Làm... Khi xảy ra vụ sạt lở, chị gái và tôi đều bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tôi được cứu sống, còn chị gái thì chết ở độ tuổi đẹp nhất. Từ đó, chị gái trở thành bạch nguyệt quang trong lòng mọi người. Mẹ trách tôi khiến bà mất đi đứa con gái yêu quý nhất. Anh trai hỏi tại sao người chết không phải là tôi? Dịch tấn dùng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa để giam cầm tôi như một lồng giam. Anh ta nói, không được như ý, đó mới là quả báo lớn nhất của cô trong đời này. Tôi dùng 5 năm để chuộc tội với họ cho đến khi phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. Ngày định đi tìm cái chết, trong đầu tôi lại vang lên một giọng nói. Nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy, tao đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn. Vào ngày sinh nhật, số phận đã ban tặng cho tôi một món quà, đó là từ chẩn đoán ung thư trong phòng làm việc bác sĩ vừa viết báo cáo vừa nói thông báo cho người nhà đến làm thủ tục nhập viện được tôi sẽ gọi điện trong danh sách liên lạc có rất nhiều tên bạn bè chồng anh trai cha tôi lướt qua từng chữ cái một cuối cùng dừng lại ở chữ mẹ trần trừ một lát tôi nhấn gọi trong thời gian chờ đợi dài đằng đẵng tôi không kiềm chế được sự lo lắng và run rẩy bên tai luôn vang lên tiếng tút tút chờ kết nối khi tôi nghĩ rằng bà sẽ không ngay máy thì điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói quen thuộc. Có chuyện gì? Mẹ! Tôi vừa mở miệng đã không kìm được nghẹn ngào. Sợ bà cảm thấy phiền tôi vội kìm nén cảm xúc. Mẹ có rảnh không? Con có chuyện muốn nói với mẹ. Không rảnh. Một lát nữa còn phải họp. Nếu không có chuyện gấp thì tối gọi lại sau. Con bị bệnh rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói Bị bệnh thì đến bệnh viện Gọi điện cho mẹ có tác dụng gì Tôi biết rõ không nên hy vọng Nhưng khi nghe câu trả lời của bà Tôi vẫn cảm thấy đau nhói trong lòng Nếu Nếu là bệnh không chữa được thì sao Tìm bác sĩ Giọng bà lạnh lùng lộ ra một chút không kiên nhẫn Bệnh mà bác sĩ còn không cựu chữa được Con gọi điện cho mẹ có tác dụng gì Mẹ bận rồi Thế nhá Cuộc gọi đột ngột bị cúp máy bác sĩ nhìn vẻ mặt của tôi liền biết kết quả không mấy tốt đẹp ông ấy an ủi không sao đâu cô cũng có thể tự làm thủ tục nhập viện trước tôi nắm chặt mép túi sách nước mắt cứ thế rơi xuống đứng dậy tôi về sẽ suy nghĩ lại cô còn trẻ mạng sống là của chính cô ông ấy không đành lòng còn muốn khuyên tôi vài câu tôi lắc đầu với ông ấy nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc tôi sẽ về suy nghĩ lại không ai mong tôi sống sót tôi đáng lẽ ra phải chết trong vụ tai nạn 5 năm trước. Lang thang bên ngoài một hồi lâu, khi tôi về đến nhà thì đã rất muộn. Trong nhà tối om, điều đó nằm trong dự đoán của tôi. Tôi không bật đèn mà dựa vào cảm giác quen thuộc để mò mẫm vào nhà, nhưng lại đá phải đôi giày cao gót để ở cửa. Bật đèn pin lên xem thì phát hiện đó là một đôi giày cao gót. Tôi không bao giờ đi giày cao gót. Như thể trả lời cho phỏng đoán của tôi, đèn đột nhiên sáng lên từ trên tầng 2, một bóng dáng yêu kiều uyển chuyển đi xuống. Cô ta mặc váy đỏ gợi cảm, tóc xoăn bồng bềnh, khuôn mặt tươi sáng ửng hồng. Cô ta kẹp điếu thuốc trên ngón tay rồi nhìn thấy tôi, trên mặt lộ ra nụ cười thú vị, tiện tay ném tàn thuốc vào bể cá nhỏ trên bàn. "Chào phu nhân, sao hôm nay về muộn thế?" Nina tiến lại gần, tôi ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc trên người cô ta, đó là loại tôi hay dùng nhất trong phòng tắm. Cô ta vén lọ tóc xoăn quyến rũ, ra lệnh như một bà chủ. Hôm nay dịch tổng uống say quá Khiến trên hơi lộn xộn Phiền cô dọn dẹp giúp nhé Nói xong cô ta định đi giày rồi đi Thì đột nhiên lại tiến lại gần Nhìn chằm chằm vào mặt tôi vài giây Đưa tay ra vuốt ve Ồ khóc rồi à Bị ai bắt nạt vậy Tôi cau mày lùi lại Nina không để ý Thu tay lại nói Tôi đi đây Quá vảng bơi qua bơi lại trong nước đục ngầu Tôi thay nước cho nó rồi đi lên lầu Cửa phòng ngủ chính mở hé rừng chiếu lộn xộn Xịt tấn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, đang gọi điện thoại. Anh ta liếc tôi một cái, nói vài câu với người bên kia, rồi cúp máy, quay sang hỏi tôi. Cô đi đâu vậy? Trong nhà có camera giám sát, anh ta tuy ít khi về nhà, nhưng biết tôi về nhà lúc mấy giờ mỗi ngày. Tôi nhìn căn phòng lụn xộn, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, cố kìm nén cơn giận. Anh chơi ở đâu cũng được, tại sao lại đưa người về phòng tôi? Xịt tấn nhếch mép, như thể đang chế giễu. Phòng của cô Ngôi nhà này đứng tên cô à Tôi cứng đờ ở cửa Anh ta không để ý Thản nhiên cởi khăn tắm thay quần áo trước mặt tôi Cho đến khi định đi ra ngoài Anh ta mới phát hiện ra vẻ mặt vô cùng khó coi của tôi Dịch tấn sửng sốt Hơi nhíu mày Tôi uống say đi nhầm phòng Lần sau sẽ không như vậy nữa Vừa dứt lời Anh ta lại phản ứng lại rằng Mình không cần phải giải thích với tôi Anh ta lạnh mặt Lướt qua vai tôi Xảy bước rời đi Hôm tôi và Dịch Tấn đăng ký kết hôn Anh ta đã nói bên tai tôi Cô cũng nếm thử mùi vị cầu mà không được đi 4 năm kết hôn Anh ta chơi bờ bên ngoài Tỉnh nhân tiếp nối tình nhân Trên danh nghĩa tôi là Dịch Phu Nhân Làm vợ chồng trên danh nghĩa với anh ta Đằng sau lưng Vô số người chế giễu tôi Nói tôi cướp chồng của chị gái Sở rơi vào kết cục như vậy là đáng đời Tôi ngủ trong phòng khách một đêm, hôm sau gọi điện cho công ty vệ sinh đến dọn dẹp trong phòng tắm tất cả đồ dùng vệ sinh đều đã được dọn đi trong lúc dịch tấn quay lại lấy đồ nhìn thấy ga giường vỏ chăn đều bị vứt vào túi rác anh ta đứng đó sắc mặt lạnh tanh công ty vệ sinh bị vẻ mặt của anh ta dọa sợ luống cuống tay chân không biết nên tiếp tục khai giường lại thì thấy tôi nên vội vàng nhìn tôi cầu cứu tôi nói không sao anh cứ dọn đi bộ đồ giường này là chúng tôi mua khi mới cưới mặc dù cuộc hôn nhân này là một trò chơi nhưng đủ đạc thì có người chuẩn bị rất cẩn thận tôi chưa từng dùng bộ này không biết tối qua họ hứng thú gì mà lại lôi ra dùng ra khỏi cửa nhà tôi định gọi xe thì xe của dịch tấn từ phía sau lao tới chắn ngang trước mặt tôi tôi sợ đến mức suýt nhã cửa sổ xe hạ xuống anh ta lệnh lùng nó một câu lên xe hai năm trước mẹ dịch bị ốm một trận anh ta không cho tôi đi làm nữa từ đó về sau cuộc sống hàng ngày của tôi chỉ quanh quẩn ở hai nơi tôi không biết dịch tấn lại phát điên cái gì trên đường đi anh ta lái xe rất nhanh còn bị nhắc nhở vượt quá tốc độ mấy lần đến cửa nhà cũ anh ta dừng xe tôi để cửa nhưng phát hiện vẫn khóa suốt dọc đường mặt mày dịch tấn rất khó chịu lúc này đột nhiên lên tiếng nói không có là tôi nôn cạch một tiếng khóa mở tôi xuống xe vừa đóng cửa thì xe đã phóng đi mất một câu nói chẳng đầu chẳng đuôi nhưng tôi hiểu anh ta giải thích với tôi Tối qua họ không làm gì ở phòng ngủ chính Vì anh ta nôn nên mới thay ga giường Nhưng có khác gì không? Tôi bước vào nhà chính Một bà lão tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn quay đầu lại Nở một nụ cười rạng rỡ với tôi Hạnh hạnh con đến rồi à? Bà gọi tên chị tôi Mẹ dịch bị bệnh não Sau khi phẫu thuật mở hộp sọ Thì để lại di chứng Bà không tỉnh táo Cũng không nhớ được chuyện và người Dù tôi dậy bao nhiêu lần Bà vẫn luôn nhận nhầm tôi là cam hạnh người đến nhà chơi hồi nhỏ. Còn tôi là Cam Nguyện. Hai năm nay, tôi đã quen với việc đóng vai Cam Hạnh trước mặt bà vì bà rất yêu Cam Hạnh. Tôi quỳ xuống bên cạnh bà, tựa đầu vào chân bà. Mẹ dịch nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, sở thấy nước mắt tôi, bà hơi hoảng hốt. Con sao vậy? Tôi nói, con ốm rồi, con sợ. Không sợ, không sợ, dì thương con, hạnh hạnh ngoan, dì thương tôi không sợ chết. Điều tôi sợ nhất là một người phải chịu đau đớn dày vò mà không có ai ở bên cạnh. Còn những người thân thiết nhất thì đứng nhìn lạnh lùng, thậm chí còn vỗ tay hả hê. Ngày 8 tháng 9 là ngày rỗ của chị gái tôi. Ngày này tất cả những người yêu thương chị đều đến mộ chị để viếng. Không ai muốn tôi xuất hiện. Nếu không phải vì tôi, chị gái ưu tú của tôi đã không chết ở độ tuổi đẹp nhất. Tôi cố tỉnh lệch hai ngày mới đi viếng không ngờ lại gặp được anh trai đã lâu không gặp. Anh ấy đứng trước mộ hút thuốc, thấy tôi xuất hiện, trên mặt hiện lên vẻ chế giễu. Mới bao lâu mà đã quên mất ngày rỗ của chị rồi à? Tôi không giải thích, trước mộ chất đầy hoa tươi và đủ loại trái cây, đồ ăn vặt mà chị thích. Trên bia mộ, khuôn mặt chị vẫn dạng dỡ như xưa. Chị sẽ mãi không giả đi. Tôi nghiêm túc dập đầu trước mộ chị. Chị ơi, em xin lỗi, em đã phụ công chị nhường mạng sống cho em 5 năm trước. Nếu thời gian có thể quay lại, em hy vọng chị đừng cứu em." Nước mắt không kiểm soát được chảy dài trên má, tôi đưa tay lau đi nhưng càng lau càng dữ dội hơn. Cam Dục nhìn tôi với vẻ khó chịu. "Mày diễn cái gì vậy? Đã qua lâu như vậy còn khóc lóc thảm thiết, người không biết còn tưởng là mày hối hận lắm đấy." Một gói khăn giấy ném xuống trước mặt tôi, anh ấy nói, "Lau đi, đừng khóc trước mặt chị ấy." chết 5 năm rồi mà còn bị mày làm phiền. Tôi không cầm, dùng tay áo lau mạnh nước mắt. Cam Dục, anh có phải rất mong năm đó người chết là em không? Anh ấy cười lạnh. Mày tùy hứng, nhưng người phải trả giá lại là chị ấy. Mày nói xem ai đáng chết hơn? Anh nói đúng. Tôi bất lực nhếch mép đứng dậy, trước khi đi không nhịn được nói với anh ấy. Tất cả mọi người đều không muốn em sống, có lẽ sẽ sớm được như ý nguyện thôi anh ấy sửng sốt vô thức túm lấy tôi có ý gì ý trên mặt chữ tôi gỡ tay anh ấy ra cam dục ở phía sau hết đừng cố dùng những lời thần kinh này để hấp dẫn sự chú ý của người khác chẳng còn ai để ý đến mấy trò đùa của cô nữa đâu tôi không quay đầu lại cũng không trả lời anh ấy trung thu sắp đến cũng là ngày sinh nhật mẹ tôi sau khi chị gái qua đời mẹ tôi không còn đón sinh nhật nữa trước đây vào sinh nhật bà ba chúng tôi đều ở bên cạnh chúc mừng, nhưng sau đó, ngày đoàn viên như vậy mãi mãi thiếu mất một người, cảnh còn người mất. Bà không tổ chức sinh nhật, nhưng năm nào tôi cũng chuẩn bị quà. Tôi do dự trong xe rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định vào trong, đích thân nói với bà một tiếng chúc mừng sinh nhật. Đây có thể là lần cuối cùng tôi tặng quà sinh nhật cho bà. Đẩy cửa vào nhà, tôi nghe thấy bên trong có người vừa đập nhịp vừa hát bài hát chúc mừng sinh nhật trên bàn ăn đầy các món ăn thịnh soạn và một chiếc bánh kem mẹ tôi cam dục và người em họ đã lâu không gặp ba người cùng tụ họp ở bàn ăn sau khi hát xong bài hát mừng sinh nhật dưới sự thúc giục của em họ mẹ tôi tươi cười thổi tắt nến tôi định lặng lẽ đặt quả xuống rồi đi nhưng người giúp việc trong nhà nhìn thấy tôi kinh ngạc kêu lên tiểu nguyện về rồi trong nháy mắt nhiều ánh mắt cùng lúc đổ rồn về phía tôi đã đến rồi thì trên bàn ăn cũng thêm một đôi đũa. Nhưng khi tôi ngồi xuống, bầu không khí không hiểu sao lại lạnh đi một chút. Cam dục vốn ít nói, trên bàn toàn nhờ em họ quấy động không khí, nói cười với mẹ tôi. Hai người đang nói về những chuyện thú vị khi cùng nhau đi du lịch dạo trước. Tôi thẩm tính toán thời gian, vừa đúng lúc kết quả kiểm tra của tôi. Trước mặt bày một miếng bánh kem sinh nhật, đã cắt sẵn, ngây đến mức không nuốt nổi. Cho đến khi ăn xong, tôi vẫn chưa động mấy miếng bánh kem trước mặt Em họ hỏi Chị, sao chị không ăn? Không ngon à? Tôi tùy tiện trả lời Cũng được Em họ nghe xong có vẻ mặt hơi thất vọng Là không ngon lắm đúng không? Dạ dày tôi đau âm ỉ Cơn đau thưa dây thần kinh lan ra bên ngoài Bây giờ dù có đưa cho tôi cả đĩa thịt rồng Tôi cũng không nếm được mùi vị Cam dục ngồi đối diện Thản nhiên nói tiếp Đừng nghe cô ta Cô ta không hiểu gì đâu. Tay nghề làm bánh của em đã vượt qua 99% các cửa hàng bên ngoài rồi. Mẹ tôi cũng phụ họa. Mẹ cũng thấy rất ngon. Xem ra chỉ có mình tôi là không có mắt nhìn, tôi nhếch mép. Đúng, tôi không hiểu gì, không cần thiết phải ở đây thêm nữa. Tôi tùy tiện tìm một cái cớ để đi. Mẹ tôi cầm tách trà bên miệng đặt lại trên bàn, mở miệng mang theo mấy phần không vui. Mới về được mấy phút mà đã vội đi thế con không khỏe nhà này có chỗ nào khiến con không khỏe thấy không khí không ổn em họ vội vàng đứng ra hòa giải gì thực ra là cháu có hẹn với bạn vừa rồi đã nhờ để chị tiểu nguyệt cho cháu quá giang ai cũng nhìn ra đây chỉ là một cái cớ mẹ tôi hít sâu một hơi sởi mắt đi tiếp tục uống trà được vậy thì đi đường cẩn thận đến cuối cùng tôi cũng không thể nói ra được một câu chúc mừng sinh nhật. Đi ra ngoài chờ em họ. Cam dục sau đó cũng đi ra. Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, tay gõ tàn thuốc. Sống khỏe lắm mà, cũng không thấy mày bị làm sao. Đây là câu trả lời cho lời anh ấy nói với tôi khi tôi ở Nghĩa Trang cách đây hơn một tuần. Theo anh ấy thấy, lúc này tôi vẫn đứng ở đây bình an vô sự, càng chứng minh cho việc hôm đó tôi chỉ nói bậy bạ. Tôi giả vờ không nghe thấy, đợi em họ đến rồi lái xe rời đi. Ai ngờ vừa đi được một đoạn ngắn thì xảy ra tai nạn. Một chiếc xe chạy quá tốc độ đâm vào. Trong tiếng hét của em họ, tôi đánh mạnh vô lăng, cố gắng hết sức né tránh. Chiếc xe của tài xế gây tai nạn lật khai vòng trên đường, lao thẳng vào giải phân cách. Tôi ngất đi một lúc rồi lại bị tiếng khóc của em họ đánh thức. Cô ấy đang gọi cấp cứu, sợ đến nói không rõ lời, mãi mới báo được địa điểm. Đợi cô ấy gọi điện xong Tôi nhịn đau Bảo cô ấy gọi thêm cho mẹ tôi Điện thoại nhanh chóng được kết nối Khi biết chúng tôi bị tai nạn Bà vốn bình tĩnh Nhưng giọng nói cũng lộ ra một chút hoảng loạn Vừa hỏi tình hình Vừa vội vã đi ra ngoài Em họ khóc nức nở Chúng chúng cháu không sao Chỉ là sợ quá Tôi nghe ra mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm Bà ăn ủi em họ xong Giọng nói đột nhiên thay đổi Bắt đầu trách móc tôi Mẹ đã từng nói với con rồi lái xe chắc chắn phải quan sát bốn phía, chú ý tình hình giao thông. Trước đây học lái xe con đã hấp tấp, bây giờ không chỉ hại mình mà còn liên lụy đến người khác. Từng câu từng chữ như dao đâm vào ngực tôi. Trước mắt tối sầm lại, nhưng bên tai tiếng trách móc vẫn không ngừng. Từ nhỏ đến lớn, còn có mấy lần nghe lời mẹ. Bất kể tôi làm gì, bà cũng không hài lòng. Trong mắt bà, dường như tôi sinh ra đã kém người khác một bậc nhưng bà không phải là một người mẹ chỉ biết trách móc bà cũng có một mặt dịu dàng yêu thương và che chở con cái chỉ là tôi không nhận được tôi chưa bao giờ nhận được cơn đau lan khắp tứ chi cảm xúc tuyệt vọng cùng với sự tủi thân và đau đớn khó nói thành lời cùng bùng nổ tôi giật lấy điện thoại từ tay em họ hét lớn vào đầu dây bên kia không phải lỗi của con không phải lỗi của con anh ta đâm vào con không phải lỗi của con nói xong chữ cuối cùng điện thoại rơi khỏi lòng bàn tay tôi nhắm mắt lại chìm vào trong bóng tối tim đập nhanh vì kích thích cảm xúc tuyệt vọng xám xịt bao trùm tiếng khóc và tiếng kêu mơ hồ bên tai ngày càng xa lúc này trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ thôi bỏ đi không cần phải đấu tranh gì nữa thả chết đi còn hơn là bị bệnh tật hành hạ đến không ra hình người như vậy cũng coi như một sự giải thoát cùng với sự xuất hiện của ý nghĩ này linh hồn tôi như tách khỏi cơ thể lơ lửng trên không trung nhìn cảnh tượng hỗn loạn tại hiện trường ngay khi ý thức cầu sinh của tôi ngày càng mỏng manh một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong đầu tôi nếu sớm biết mày là đồ vô dụng như vậy thì đã để mày chết ngay từ đầu còn hơn tiếp theo là một bàn tay vô hình ấn mạnh lên đỉnh đầu tôi không giống như trong phim truyền hình khi tôi tỉnh lại không có ai vây quanh mày theo dõi điện tim hiển thị các dấu hiệu sự sống của tôi ổn định trong ống truyền dịch trong suốt, thuốc đang từng chút một truyền vào mạch máu. Tôi nhìn chằm chằm vào bình truyền dịch, vô thức lẩm bẩm, sao tôi vẫn chưa chết? Ngay sau đó, trong đầu tôi vang lên một giọng nói quen thuộc đầy tức giận. Chết cái gì mà chết? Có đứa nào vô dụng như mày không? Vất vả lắm mới nhặt về được một cái mạng, kết quả lại đi làm ô xin và chịu đựng 5 năm trời. Không đấu lại được người khác, nhưng lại không biết phản kháng à? Bị ước hiếp không đòi lại được công bằng thì lại nghĩ đến chuyện đi chết nhà thờ Đức Bà Paris mà không có mày thì phải đổi tên mất. Ai là người cứu mày? Ai là người cho mày sống? Đi chuộc tội với một đám chẳng liên quan, đầu máy chứa toàn nước cống à? Từng câu từng chữ như sấm sét bên tai, tôi bị mắng đến choáng váng. Tôi ngồi dậy nhưng chẳng thấy gì cả, tìm mãi mới xác định được giọng nói này phát ra từ trong đầu tôi. Tôi không thể tin nổi, sau bao năm lại có thể nghe thấy giọng nói của Cam Hạnh. Chị, chị gái, đừng gọi tao không có đứa em gái mất mặt như mày vô dụng đến mức tao chết rồi cũng phải bỏ dậy tát cho mày một cái cửa phòng bệnh cạch một tiếng được đẩy ra từ ngoài vào tôi nhìn về phía người đi vào thấy tôi đã tỉnh người đó lộ vẻ mừng rỡ trên mặt quay đầu nói với người sau tuyệt quá tưởng nguyệt tỉnh rồi người đến là mẹ của em họ tôi dì út mà tôi đã lâu không gặp mẹ tôi đi theo sau bà ấy vào nhìn tôi một cái Em căng thẳng quá rồi Bác sĩ đều nói chỉ là thương tích ngoài da thôi Không có vấn đề gì lớn Dì út trách móc Gọi là thương tích ngoài da thôi là sao Xe đã bị đâm thành như vậy rồi Bình thường bọn trẻ chỉ cần chảy xước da va chạm chút xíu Em đã đau lòng không chịu được rồi Chị đúng là vô tâm quá Mẹ tôi không cho là đúng Hai đứa con gái này không giống nhau Nói rồi Dì út ngồi xuống bên giường Xoa mặt tôi đầy thương xót đừng nghe mẹ cháu tiểu nguyệt cháu sợ lắm phải không hốc mắt tôi cay cay sang rộng vòng tay ôm chầm lấy bà mẹ tôi vốn còn định nói gì đó nhưng thế cảnh này thì lập tức ngẩn người ra khi tai nạn xảy ra tôi đã đánh mạnh vô lăng sang phải kết quả tôi chỉ bị thương nhẹ còn em họ tôi thì không hề hấn gì thậm chí cô ấy còn không phải nhập viện nên dì út vô cùng biết ơn vừa cảm ơn vừa xin lỗi tôi còn trong miệng mẹ tôi chỉ là một câu hời hợt rằng hai đứa con gái này không giống nhau. Sau khi dì út đi rồi, mẹ tôi vẫn ở lại phòng bệnh. Vẻ mặt bà có chút kỳ lạ, tiện tay giúp tôi đắp lại gốc chăn. Bà đứng bên giường một lúc mới cứng nhắc hỏi một câu quan tâm. Đau không? Tôi định trả lời, đột nhiên cơ thể bị một sức mạnh kỳ lạ khống chế, miệng mở ra như không thể tự chủ được. Tôi trả lời lạc đề. Con tập hâm mộ em họ có một người mẹ tốt, cũng có một người gì tốt. Con muốn hỏi tại sao con và cô ấy lại không giống nhau? Em gái là nước làm, còn con là sắt bọc thì sao? Mẹ tôi mím môi, hơi cau mày. Đó chỉ là lời khách sáo trước mặt gì con thôi. Hạ thấp con mình để nịnh bợ người khác, như vậy sẽ khiến mẹ có mặt mũi hơn sao? Bà có chút không vui. Nịnh bợ cái gì? Dù sao thì con cũng là người lái xe. Em họ con xảy ra chuyện trên xe của con, chúng ta cũng có trách nhiệm. Mẹ, mẹ còn hiểu luật định trách nhiệm hơn cả cảnh sát giao thông. Không khí hoàn toàn đông cứng, trước mặt bà tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời, thái độ không tha thứ như vậy có lẽ là lần đầu tiên. Trên mặt tôi bình tĩnh nhưng lòng đã căng thẳng đến mức bắt đầu tăng tốc. Tôi đã dự cảm được mẹ tôi sẽ nói ra những lời khó nghe như thế nào. Nhưng sau một hồi im lặng, bà buông một câu. Con nghỉ ngơi cho khỏe. Người đi ra ngoài, tôi nhìn theo bóng lưng bà có chút không dám tin. Đây là lần đầu tiên mẹ tôi không dùng lời lẽ nặng nề để mắng tôi trong đầu cam hạnh nói thấy chưa đến lúc cần mạnh mẽ thì lại yếu đuối đến lúc cần yếu đuối thì lại nằm ườn ra như bãi bùn cho nên mới bị người ta lần lượt trả đạp lên mặt và bắt nạt tại sao bà ấy không trả lời bởi vì chính trong lòng bà ấy cũng biết ai đang ngụy biện lần nào em chịu ấm ức cũng đều tự chuốc lấy người khác tát em dù đánh không lại cũng phải phản kháng nhưng em không những không phản kháng còn cúi đầu chịu đánh chịu mắng Giọng chị ấy rất dữ Nhưng câu nào cũng là sự quan tâm Hận sát không thành thép Tôi lại muốn khóc Chị ơi trước đây chị không giữ như vậy Chị ấy khựng lại Trước đây em cũng không vô dụng như vậy Sao tôi lại trở nên thế này Trước khi ngủ Ký ức của tôi quay ngược lại vụ tai nạn 5 năm trước Lúc đó tôi vừa thoát chết Khi tỉnh lại ngoài tin dữ về cái chết của Cam Hạnh Còn có vô số lời chỉ trích và suy đoán Họ nói tôi tham sống sợ chết bỏ cam hạnh ở nơi nguy hiểm rồi tự mình chạy trốn, khiến cho thời gian cứu hộ chậm trễ, cam hạnh không thể sống sót. Tôi không thể tranh cãi với ai xem đó có phải lỗi của tôi không, cam hạnh thực sự đã chết. Người đối xử tốt nhất với tôi, yêu thương tôi nhất trên thế giới này, vì tôi mà cuộc sống dừng lại ở quãng thời gian đẹp nhất. Ngày hôm sau, tôi nghe cảnh sát nói tài xế gây tai nạn do lái xe khi đang say rượu, đang trong tình trạng nguy kịch ở phòng cấp cứu. Không phải lỗi của tôi, không phải do tôi lái xe không đúng cách. Trong tai họa bất ngờ này, ngay cả cảnh sát cũng khen tôi phản ứng nhanh, xử lý đúng cách, tránh được một cú đâm chí mạng. Cam dục ở trong phòng bệnh nghe xong chuyện này thì nhếch mép. Mày may mắn thật. Không nghe ra đang chế nhạo hay thật sự nghĩ vậy. Nhưng chị ấy ở trong đầu tôi thì không thể nghe được giọng điệu mỉa mai như vậy. Vận may của em đương nhiên rất tốt. Nếu không cũng chẳng thể lần lượt thoát chết. Anh ấy cãi nhau với tôi, lúc nào cũng không tha cho tôi. Có thể thấy những người ở bên mày đều rất xui xẻo. Cam Hạnh cười lạnh. Đúng vậy, sắp đến lượt anh rồi. Cam Dục nghẹn học. Anh thật là ăn no rừng mỡ mới đến thăm mày. Anh ấy không ở lại lâu, không chỉ hôm nay, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa tôi nằm viện 5 ngày, ngày nào anh ấy cũng đến điểm danh. Nếu như trước đây, tôi chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Còn nhân cơ hội này, đưa ra đủ loại yêu cầu để anh ấy phục vụ tôi. Nhưng kể từ khi Cam Hạnh mất, mối quan hệ của chúng tôi xuống dốc không phanh. Mỗi lần gặp tôi, Cam Dục đối với tôi chỉ còn lại sự chế giễu. Ngày nào anh ấy cũng đến, nhưng chúng tôi hầu như không giao tiếp. Cam Dục ngồi trên ghế sofa, chơi hai ván game, xong xuôi thì vỗ mông bỏ đi. Đến ngày thứ năm xuất viện, Cam Dục còn định đưa tôi về nhà. Tôi cất nốt chiếc áo cuối cùng vào vali. Không cần anh đưa đâu, em tự về được. Cam Dục lắc chìa khóa xe trong tay, vẻ mặt không kiên nhẫn đừng ở đây làm bộ làm tịch nữa. Mẹ đi công tác nên anh mới đến chăm sóc mày, tránh để người ta nói nhà mày không có lấy một người. Thì ra là vậy. Cam Dục nhận lấy túi sách từ tay tôi, ném vào cốp xe, xuất dọc đường không nói gì. Khi đến gần cửa nhà, Cam Dục như mới nhớ ra điều gì, thuận miệng nói. Đúng rồi, bác sĩ điều trị của mày bảo một tuần sau quay lại kiểm tra, nói là có mấy cái chỉ số máu hơi cao, mày tự nhớ mà đi. Tôi gật đầu, mở cửa xe định xuống, bỗng nghe anh ấy lại hỏi. Dịch tấn đâu? Em không biết. Anh ấy nhướng mày. Mày nằm viện nhiều ngày như vậy, không về, anh ta một cuộc điện thoại cũng không có, người cũng không xuất hiện, mày còn trông chờ gì ở anh ta? Tôi trả lời qua loa. Em muốn được yên tĩnh. Cam Dục cười lạnh. Đáng đời, sao mày tụ trước lấy khổ? Anh ấy và Dịch Tấn vốn chẳng ưa gì nhau, nếu không cần thiết sẽ không bao giờ gặp mặt. Tôi không trả lời anh ấy, trong mắt họ, ban đầu là tôi theo đuổi Dịch Tấn, nào ngờ người trong lòng anh ấy là chị gái ruột của tôi. Một trò chơi nói thật khai mạo hiểm đã khiến bí mật của Dịch Tấn hoàn toàn bại lộ. Không lâu sau đó, tôi và Cam Hạnh cùng gặp nạn. Có lần cãi nhau với tôi, Cam Dục đã lỡ lời, anh ấy cho rằng tôi vì đàn ông mà trong lúc nguy hiểm đã bỏ mặc chị gái mình. Anh ấy ghét tôi nhất là ở điểm này Năm ngày không về Tôi đã nhắn tin báo cho mẹ dịch tấn biết Còn dịch tấn tôi không nhắn cho anh ta chữ nào Vợ chồng trên danh nghĩa Thậm chí còn không tính là bạn bè Không cần thiết phải báo cho anh ta biết chuyện tôi nhập viện Vào nhà gạt tàn thuốc trên bàn phòng khách chất đầy tàn thuốc Bình thường một tháng dịch tấn không về được mấy lần Hơn nữa ngày nào trong nhà cũng có gì giúp việc dọn dẹp Nhiều tàn thuốc như vậy Tôi liếc mắt rồi thu hồi ánh nhìn quay về phòng dọn hành lý. Dọn được một nửa thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Dịch tấn đứng bên cửa, ánh mắt nhìn xuống chiếc vali mở toang trên sàn. Mấy ngày nay cô đi đâu? Đi du lịch. Đi du lịch. Anh ta kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay. Ngón tay cái búng một cái, điếu thuốc gậy đôi, rõ ràng là tâm trạng không tốt. Miệng cô có thể nói thật một câu được không? Tôi đứng dậy. Anh rảnh như vậy đến nói chuyện ly hôn đi. Luật sư của tôi chắc đã thông báo cho anh rồi chứ. Nhắc đến chuyện này, sắp mặt anh ta xa sầm. Cô lại muốn làm trò gì? Tôi không muốn dây dưa với anh nữa. Tình cờ không bằng đúng lúc. Tôi bảo luật sư đến soạn thảo văn bản. Điếu thuốc trong tay bị bể nát, đáy mắt anh ta lóe lên tia sáng lạnh, chế giễu hỏi tôi. Vội cái gì? Hay là cô tìm được đối tượng mới rồi? Không có đối tượng mới, chỉ đơn giản không muốn sống với anh nữa. Tôi nhếch mép. Sống chung một mái nhà với anh, tôi ngày đêm đều lo lắng, không biết bệnh tật có lây qua không khí không. Tôi đã gọi điện cho luật sư rồi, chậm nhất là một tiếng nữa, người ta sẽ đến, sẽ không mất nhiều thời gian của anh đâu. Anh ta đột ngột ném điếu thuốc bể nát trong tay xuống sàn, xảy ra dẫm lên, trừng mắt nhìn tôi, tức giận đến mức bật cười. Muốn ly hôn đến vậy sao? Tôi lại không để ý cô như ý đâu. Anh muốn thế nào? Hay là anh có thể thế nào? Anh ta lấy ra một điếu thuốc, rồi cắn vào miệng, cúi đầu châm lửa. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi sải bước đến trước mặt tôi, dựa vào lợi thế chiều cao để tạo áp lực đến mức cực điểm. Tay kẹp điếu thuốc của Dịch Tấn định chạm vào tôi, nhưng đưa đến giữa chừng thì dừng lại. Anh ta liếc nhìn bàn tay tôi dơ lên, định tát xuống, đột nhiên bật cười. Đánh à? Sao không đánh đi? lấy tôi là do cô tự gật đầu tôi đâu phải lần đầu tiên đưa người về ngủ bao nhiêu năm nay cô đã hé răng nó một tiếng nào chưa bỗng dưng thấy tôi ghê tở mà tay tôi hạ xuống bị anh ta nắm chặt đến mức đau điếng dịch tấn nghiến răng nghiến lợi vậy thì càng tốt sau này tôi không chỉ đưa người về ngủ còn làm ngay bên cạnh cô tôi nhị không được nữa tay phải bị nắm chặt tôi liền dùng tay trái tát anh ta Xịt tấn không ngờ tôi còn có chiêu này Không kịp trở tay Bị tôi tát đến nỗi đầu cũng nghiêng sang một bên Một dấu bàn tay đỏ tươi Nhanh chóng hiện lên trên mặt anh ta Anh ta mất mấy giây mới phản ứng lại Lưỡi liếm liếm má Một tay dễ dàng chế ngự hai cổ tay tôi Đè tôi vào tường Buông ra Anh ta không hề lay động Đôi mắt nhau lại để vẻ hung dữ Như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi Cô không phải vẫn nhịn rất tốt sao Sao Bây giờ mới biết làm loạn à Anh ta xoay tay Dập tắt tàn thuốc trên tường Có thể mất chồng Nhưng ly hôn thì đừng hòng Tiếp tục nhịn đi Trước dịch phu nhân này Không có ai đảm nhiệm tốt bằng cô đâu Nina đang đợi bên ngoài Lặng lẽ quan sát màn kịch này Dịch tấn quay người Ánh mắt thương hại cô ta lướt qua mặt tôi Hai người một trước một sau rời đi Cả người tôi không kiểm soát được mà run rẩy Nhìn bóng lưng hai người cơn giận dữ lên đến đỉnh điểm, ngược lại lại từ từ bình tĩnh lại. Từ dưới lầu chuyển đến tiếng động cơ ô tô khởi động, tôi gọi điện cho dịch tấn, nói Anh đợi một chút, tôi còn có chuyện muốn nói với anh. Dịch tấn lạnh lùng, không có thời gian. Tôi cầm chìa khóa xe xuống lầu, hạ giọng Cho tôi 5 phút, thực sự rất quan trọng. Bên kia không nói gì liền cúp máy, đợi tôi xuống lầu, thấy xe dịch tấn quả nhiên vẫn đỗ dưới lầu chưa đi, nắm chặt chìa khóa trong tay, tôi mở cửa gara rồi ngồi vào ghế lái. Lúc này, điện thoại rung lên, tôi nghe máy, giọng dịch tấn cực kỳ mất kiên nhẫn, vang lên. Cô không phải có chuyện muốn nói sao? Đến gara làm gì? Tôi lái xe ra, nhìn chiếc xe của anh ta ở phía trước. Anh đợi chút, tôi đến ngay. Trong tiếng hét chói tai của phụ nữ, tôi đạp mạnh chân ga, đâm thẳng vào xe của anh ta. Dưới lực đẩy mạnh, đầu xe của dịch tấn đâm vào tường, vô số bụi rơi xuống, tường trực tiếp xuất hiện vết nứt. Tôi có thể làm gì sao? Anh cứ nhìn cho kỹ, xem tôi có thể làm gì. Tôi lùi xe một lần nữa, đạp ga đâm vào. Xe của dịch tấn trước sau đều nát bét, cản va đập rơi ra, động cơ nhô lên, đuôi xe bị lõm nặng. Tôi nhả chân ga, trừng mắt nhìn chiếc xe phía trước, trước mắt tôi tối sầm, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng trong thời gian ngắn vô số mồ hôi từ trên sống lưng tuôn ra có người ở bên ngoài đập mạnh vào cửa xe của tôi tôi quay đầu như thế cam dục người đáng lẽ đã rời khỏi đây từ lâu mặt anh ấy méo mó mày điên rồi à cảm xúc kích động cuộn trào trong máu tôi khoảnh khắc này tôi cảm thấy thoải mái chưa từng có nếu phải có một người chết tại sao lại phải là tôi hồi nhỏ tôi thích dịch tấn trong số mấy đứa bạn chơi cùng thì thích chạy theo anh ta nhất lúc đó người lớn đều trêu tôi nói tôi lớn lên sẽ lấy dịch tấn làm chồng nhưng dịch tấn không thích điều đùa như vậy mỗi lần nghe thấy đều đỏ mặt tía tai cãi lại anh ta nói tôi là em gái không phải vợ sau khi nhận ra động cơ không trong sáng của tôi anh ta bắt đầu lặng lẽ xa lánh tôi lúc đó tôi còn chậm chạp không nhận ra anh ta đang tránh tôi cho đến khi anh ta có bạn gái và dẫn cô ấy đến giới thiệu với mọi người lúc đó tôi mới bàng hoàng hiểu ra tại sao anh ta đột nhiên lạnh nhạt với tôi chút tâm tư mới nảy mầm đó cũng vì thế mà dập tắt chúng tôi đáng lẽ cứ thế mà sống không có chút giao thoa nào với nhau cho đến khi một chồng thư tình trong phòng tôi bị lật ra cam dục nhặt bức ảnh kẹp trong đó lên tôi và một chàng trai không nhìn rõ mặt đang ôm nhau thân mật mối tình thầm kín đột nhiên bị phơi bẩy trước mắt mọi người cam dục cập bức ảnh lên kêu to chấp vấn tôi từ bao giờ đã đến lúc có bạn trai một câu nói khiến mọi người xung quanh đều đến xem tôi suốt ruột nhảy lên nhảy xuống thế nào cũng không giật lại được bức ảnh chàng trai trong ảnh đó có dáng người và chiều cao gần giống dịch tấn ngay cả quần áo trên người cũng giống với kiểu dịch tấn mặc hôm đó các bạn thân mến được chị gái trao cho cơ hội sống tiếp nhưng không biết đó là may mắn hay là thất bại đối với nữ nhân vật chính của chúng ta và cuộc sống của cô tiếp theo sẽ như thế nào khi bị người trong nhà ruồng rẫy và cô còn đang mắc bệnh, nan y. Điều đó sẽ có trong tập 2, cũng là tập cuối của chuyện được phát sóng trên kênh MC Cha Chuyện Ngôn Tình. Các bạn đừng quên like, comment, share, ấn vào hình chiếc chuông để đón nghe tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh qua giọng đọc của Cha nhé!